Làm nghề biển hay ra biển đánh bắt là những công việc nặng nhọc, đòi hỏi phải có sức khỏe và dẻo dai. Tuy nhiên, ở xứ biển Gò Công, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, lại có một người phụ nữ khiếm thị làm nghề vá lưới. Chị Cao Thị Thi ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau được sinh ra bình thường. Tuy nhiên, năm 12 tuổi, mắt chị mờ dần và không thấy đường sau một năm chạy chữa. Sau đó, chị Thi bắt đầu tập làm quen với việc đi lại, tự ăn uống, làm việc nhà. Khi quen dần với việc nhà, chị tiếp tục học vá lưới như những người phụ nữ ở xứ biển này. Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại chị Thi có thể vá lưới nhanh hơn những người trong xóm. Thì hồi đó người ta biết làm, mấy người ở đây ta mướn làm đó, rồi mấy người đó dạy rồi học từ từ. Em làm cũng như đồng mấy người sáng vậy đó, mấy người đó làm thì em cũng làm được. Mỗi ngày, chị Thi sẽ nhận làm từ 3 đến 4 đầu lưới dài hàng trăm mét mang về vá, luồng dây. Thu nhập bình quân từ 60 đến 100 ngàn đồng nếu làm xong công việc. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Thi chính là con cái được lớn lên khỏe mạnh, gia đình rộn tiếng cười. Cách nhà chị Thi không xa có ông Võ Văn Úc, 65 tuổi, thâm niên đi biển hơn 34 năm. Bị sốt bại liệt năm 10 tuổi, nhà không có tiền chữa trị, nên ông Úc đã không còn đứng dậy được. Sau đó, ông theo một số anh em đến Cà Mau và theo họ ra biển kiếm cá. Ông Úc cho biết nghề biển nặng nhọc, đòi hỏi phải có sức khỏe mới làm tốt được. Đôi tay của ông còn mạnh, nhưng đôi chân yếu, mỗi khi đi về là đau nhất. Tuy nhiên, vì mưu sinh, nên ông không thể ngồi không chịu cảnh đói khát. Ông chọn đánh bắt, nhưng cũng không dám ra xa, vì vỏ máy nhỏ. Mỗi ngày vỏ máy của ông Úc chỉ chạy ra biển cách đất liền chừng 7 đến 10 km trở lại. Ông Úc cho biết, cháu nội của ông dù nhỏ tuổi nhưng dày kinh nghiệm và có thể giúp được cho ông trong hầu hết mọi việc. Hai ông cháu giờ là lao động chính để nuôi sống cả gia đình bốn miệng ăn. Thì bơi về đánh thì cũng gắng làm vậy, cũng phải cực khổ chứ, có bữa giông gió khổ lắm, sóng gió đồ dữ trời nữa. Còn tháng này có bữa khi nó im mình đỡ, sóng gió ăn cái là anh thấy cực. Nghị lực phi thường của chị Thi và ông Út ở xứ biển Gò Công, Cà Mau đã làm cho biết bao người ở địa phương nể phục và xem đó là tấm gương để vươn lên trong mọi hoàn cảnh.